Tây tháng 4 năm 2024. Hôm nay có nhiều con số 4 quá. Chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Thì chúng ta chỉ còn vỏn vẹn 48 tiếng đồng hồ nữa thôi. Nếu ai chưa khai thuế thì quý vị nên đi khai đi nhé. Ngày 15 tháng 4 là sẽ là ngày cuối cùng để khai thuế cho năm 2023 đó quý vị ơi. Rồi cũng như thường lệ, ở nơi này trời trong xanh gió mát, nắng vàng rực rỡ. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng, nhanh, gọn lẹ và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Hôm nay chúng ta có rất là nhiều cái thông tin nó liên quan tới vòng quanh cái quả địa cầu, liên quan tới cuộc sống của loài người, liên quan tới đất nước Mỹ, dân dân và dân dân. Đặc biệt là một cái thông tin, cả cái vùng Trung Đông nó đang nín thở chờ đợi cái phản ứng của Israel. Tại sao cả vùng Trung Đông nín thở chờ đợi? Chút xíu nữa tôi đi lên sẽ bật mí đây. Nội dung thứ nhất liên quan tới vào ngày hôm qua, sau hàng thập kỷ, cuối cùng thì Iran nó đã chính thức thuộc vào lãnh thổ Israel. Và nội dung thứ hai liên quan tới Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tắm biển ở quê nhà, phải rầm rộ leo lên máy bay chở ngược lại tòa Bạch Ốc, và đã nói cái gì với Thủ tướng Israel. Đố quý vị, Tổng thống Mỹ sau khi Israel bị quánh, chú Bảy đã nói cái gì với Thủ tướng Israel? Ai biết, trả lời chúng có thưởng. Và nội dung thứ ba liên quan tới một cái thành phố nổi tiếng ở nước Úc. Và cái thành phố này, tại sao Tony Lê chia sẻ? Tại vì cái thành phố này nó cũng có rất là nhiều người Việt Nam sinh sống. Bây giờ cả cái thế giới này nó loạn xà ngầu rồi quý vị. Vào ngày hôm qua, tại một cái khu trung tâm thương mại ở Úc, thành phố Sydney, ở nơi này có rất là nhiều người Việt Nam sinh sống, một cái vụ khờ bờ nó đã xảy ra rầm rộ ở nơi này, hàng loạt người đã tử vong. Vì sao và tại sao? Rồi đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ trong phần số 1. Sau khi kết thúc, mình sẽ vào phần số 2 cùng nhau bình luận, mẫu sẽ phân tích quý vị nha. Cũng như tôi lại, nếu quý vị thấy video nó hay, nó vui vẻ, nó yêu đời và nó hữu ích, please, nếu bạn nào, quý vị nào, cô chú bác nào chưa nhấn nút đăng ký thì please nhấn nút đăng ký để cái channel của chúng ta đạt được cái mục tiêu là từ đây đến mùa hè 300.000 subscriber nha quý vị. Rồi tôi này xin tổng chào everybody nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu nhà tài trợ. Nhà tài trợ của chương trình hôm nay là tiệm vàng Đức Jewelry, số điện thoại là 281-495-4345. Mọi chi tiết xin quý vị alo anh Đức, chủ tiệm vàng. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới cái vùng Trung Đông, đặc biệt là cái cuộc tấn công của Iran vào Israel vào ngày hôm qua. Ok, đây quý vị ơi, quý vị à, mình nói đi thì mình phải nói lại, Iran nó không có khùng đâu mà tự nhiên nó đi quánh Israel nha quý vị. Nó biết Israel là đồng minh của đất nước Mỹ. Cái lý do mà tại sao ngày hôm qua Iran nó thục trên dưới 300 quả tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel nó như thế này. Hai cái quốc gia này là hai cái quốc gia thù địch với nhau rất là lâu rồi, cả thập kỷ rồi, cả thế kỷ rồi, kể. Nhưng chưa có một quốc gia nào mà chính thức quánh vào cái quốc gia nào, ok? Chưa bao giờ có, chưa bao giờ xảy ra, ok? Cách đây một tháng, Israel nó đã thục vào cái lãnh sự quán hay đại sứ quán gì đó của Iran ở Syria. Nó làm cho hàng loạt các tướng cấp cao của Iran tử vong, ok? Sau đó, Iran nó mới cảnh báo là nó sẽ trả đũa để giằng mặt Israel vì cái vụ này. Thì trước khi Iran á, nó bắt đầu tấn công thì nó đã nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là nó hy vọng đây là một cái vụ giằng mặt, một cái vụ quánh giằng mặt Israel, ok? Và nếu mà Israel im lặng bỏ qua cái vụ này thì coi như Iran nó sẽ không bụp nữa. Còn nếu Israel mà có một hành động đáp trả thì Iran nó sẽ quánh tới cùng, ok? Tức là những gì mà Iran trước khi nó hành động nó đã tường thuật lại, báo cáo lại với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ok? Thì sau khi nó báo cáo xong, ngày hôm qua, sau hàng thập kỷ, Iran nó đã chính thức thuộc vào lãnh thổ Israel trên dưới 300, vừa tên lửa, vừa máy bay không người lái. Nhưng đây, quý vị nghe kỹ đây, từ Iran mà bay qua tới Israel nó cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Cho nên Israel và Mỹ đã có thời gian chuẩn bị. Mỹ và Israel đã kết hợp lại với nhau và đã bắn rớt ít nhất
99% trong những cái quả tên lửa và máy bay không người lái của Iran, chỉ có một số nhỏ, một vài quả tên lửa nó đã rớt vào lãnh thổ Israel và nó đã làm cho một căn cứ quân sự bị hư hại và một em bé 10 tuổi bị tử vong. Ok, tức là hiện tại bây giờ hầu như tất cả tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã bị bắn hạ đó quý vị, là tại vì nhờ có quân đội Mỹ đã kết hợp với Israel để bắn rớt rầm rộ mấy tiếng đồng hồ buổi tối ngày hôm qua. Ok, rồi đây, hiện tại bây giờ thì cả vùng Trung Đông đang nín thở chờ đợi, chờ đợi coi Israel nó có im lặng hay không, nó có bỏ qua cái vụ này hay không, lỗi là do của nó trước. Ok, nếu mà Israel phản đòn, Israel đáp trả thì Iran và Israel sẽ xảy ra một cái cuộc chiến tranh. Cả cái vùng Trung Đông bây giờ đang nín thở chờ đợi, cả cái thế giới này đang nín thở chờ đợi cái sự phản ứng của Israel. Tại vì không ai muốn cái vùng Trung Đông này nó xảy ra chiến tranh, nó có thể dẫn đến cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 đó quý vị. Ok, còn nếu nó không dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống của người dân trên cái thế giới này nặng nề, tại vì dầu hỏa năng lượng. Ok, rồi đây, thì sau khi mà Israel, đồng minh của Mỹ bị thục như vậy, vào buổi chiều ngày hôm qua, chiều thứ 7 ở trên cái đất nước Mỹ này, chú 7 đang ở quê nhà để mà tắm biển, đùng một cái chú 7 nghe báo cáo, chú 7 leo lên từ dưới biển, leo lên mặt đất, leo lên máy bay, bay ngược lại tòa Bạch Ốc cùng với các cố vấn an ninh hội đồng bên này, dân dân và dân dân họp hành. Ok, thì sau đó chú 7 đã có một cái cuộc điện thoại 25 phút với thủ tướng Israel, và ông ta nói những gì với thủ tướng Israel đây, mời quý vị nghe kỹ nhé. Vào ngày hôm qua, sau khi mà Iran không kích chưa từng có vào lãnh thổ Israel, thì chú 7 đã tức tốc trở ngược lại tòa Bạch Ốc. Ok, và chú 7 đã có một cái cuộc điện thoại 25 phút với thủ tướng Israel, và ông ta nói với thủ tướng Israel như thế này. Alright, ok, mày nhịn đi, mày kiềm chế đi, đừng có quánh trả lại, đừng có gây ra một cuộc chiến tranh. Ok, tại vì lỗi do mày trước, thôi bây giờ chúng ta sẽ bắn hạ hết tất cả những gì tên lửa máy bay không người lái của Iran, coi như mày đã chiến thắng rồi, nó quánh mày nhưng mà mày bắn rớt hết rồi, mày đâu có bị gì đâu. Ok, thành ra mày dằn đi, mày kiềm chế đi, mày đừng có quánh trở ngược lại, tại vì nếu mày quánh trở ngược lại là sẽ xảy ra cái cuộc chiến tranh. À, nhưng bên cạnh đó chú 7 cũng tuyên bố với ông thủ tướng như thế này, là tao sẽ sát cánh với mày để bảo vệ mày, nhưng tao sẽ không cùng mày quánh vào lãnh thổ Iran. Ok, quý vị theo kịp Tony Lê chưa? Tức là Tổng thống Mỹ Joe Biden nói như thế này, ok, thôi bây giờ mày nhịn đi, tao sẽ bảo vệ mày an toàn, nhưng tao sẽ không cùng mày quánh vào lãnh thổ Iran. Đó là những gì mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố trên điện thoại với thủ tướng Israel vào buổi chiều ngày hôm qua trên cái đất nước Mỹ này. À, tức là hiện tại bây giờ thì Mỹ không có khả năng dính vào một cái cuộc chiến. Tony Lê đã nói với quý vị rất là nhiều lần rồi, Mỹ bây giờ trong nước Mỹ lo còn không xong, ở đâu mà lo cho đàn em, tiền bạc đâu mà lo cho đàn em, lo cho Ukraine 2 năm mấy vừa qua bây giờ cạn kiệt đô la rồi. Ok, thành ra bây giờ tình hình nước Mỹ đang lạm phát cao, vật giá leo thang, xăng dầu mắc mỏ, tiền lãi suất cao, người dân Mỹ đang thoi thóp ung thư túi, hết đô la. Ok, kinh tế thì sụp đổ. Thành ra ông 7 ông cũng còn tỉnh, ông không muốn Israel trả đũa để mà dính vào một cái cuộc chiến tranh với Iran. Alright, rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ 3 liên quan tới cái khu trung tâm thương mại ở Úc, thành phố Sydney. Vào ngày hôm qua, trong lúc Iran nó phóng rầm rộ như vậy, đùng một cái, theo như tờ báo Guardian đưa tin, ít nhất hàng loạt người đã thiệt mạng trong một cái vụ tấn công bằng dao ở tại cái khu trung tâm thương mại 6 tầng ở thành phố Sydney, bang New South Wales của nước Úc. Ở đây thì có rất là nhiều người Việt Nam. Okay, thành ra bây giờ cái tình hình thế giới này nó loạn xà ngầu nha quý vị. Bây giờ những ai mà ở châu Âu á, mà đi về Việt Nam đó, quý vị sẽ bị đi một cái vòng rất là xa. Quý vị phải bay từ châu Âu qua bên Mỹ, rồi mới bắt đầu quý vị từ Mỹ mới bay về nước Việt Nam. Lý do vì sao?
hàng loạt các sân bay ở châu Âu và Trung Đông đã đóng cửa tại vì Iran nó thuộc vào lãnh thổ Israel, cho nên rất là nhiều sân bay nó đã đóng cửa. Bà con nào mà đang cầm trong tay vé máy bay thì nên alo aléo cái hãng máy bay để cập nhật coi là mình có bị delay không, mình có bị dời ngày không, hay là mình đi như thế nào. Chứ hiện tại bây giờ thì nếu ai ở châu Âu mà đang chuẩn bị đi về nước Việt Nam là sẽ đi vòng qua bên cái đất nước Mỹ này, tức là bay từ châu Âu qua Mỹ rồi bắt đầu leo lên máy bay bay từ Mỹ về ngược lại Việt Nam. Tại vì rất là nhiều sân bay nó đóng cửa rồi. Và hiện tại bây giờ thì những ai mà đang ở thành phố Sydney hay là bất cứ nơi nào trên cái quả địa cầu này, quý vị đừng nên tụ họp lại chỗ đông người. Bây giờ cái tình hình thế giới này nó loạn xà ngầu, chiến tranh rầm rộ everywhere, kinh tế bất an, kinh tế nó sụp đổ, cho nên rất là nhiều chuyện khờ bờ nó xảy ra. Thành ra bà con cẩn thận củi và lửa nhé. Bây giờ mình sẽ vào phần số 2 cùng nhau bình luận và mổ xẻ. Alo, 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 cho tôi này xin tống cho everybody nha. Một cái bấm like để chúng ta có động lực và tinh thần. Cũng như quý vị nào chưa nhấn nút đăng ký thì nhấn nút đăng ký để channel mình đạt được cái mục tiêu nha. Hello anh Bung Lu nha. Hello anh Phương Phạm. Good morning chị Lan Trần. Hello anh Quốc Tướng Nguyễn. Good morning chị Huệ Phạm. Hello chị Trinh Lê. Cho tôi này xin tổng chào everybody. Hello chị Kim Hoàng nha. Hôm nay chủ nhật, chắc là everybody đang chuẩn bị đi chợ đi búa trên cái đất nước Mỹ này. Còn ở nước Việt Nam thì tối chủ nhật everybody đang chuẩn bị ngủ để mà mai còn đi làm lại một cái tuần lễ mới. Ông tổng thống của anh đang tắm biển. Dạ đúng rồi dạ. Thì ngày hôm qua sau khi mà, thì thường thường á, mỗi tuần cuối tuần là chú Bảy đi về quê nhà ở tiểu bang Delaware để hưởng thụ cuộc đời, để tắm biển, để nghỉ ngơi, ok. Thì ngày hôm qua là ngày thứ Bảy, thì chú Bảy cũng đang tắm biển ở quê nhà. Đùng một cái chú Bảy nghe báo cáo cái thông tin là Israel bị quánh, Iran nó đang tấn công. Cho nên chú Bảy leo lên xe, từ dưới biển leo lên, mặc quần áo, leo lên xe, chạy ra máy bay, bay ngược lại tòa Bạch Ốc. Và sau đó đã nói chuyện với thủ tướng của Israel. Thì thật sự ông Bảy này, ông nói cũng đúng nha quý vị. Tức là ông kêu Israel ra là thôi đừng có trả đũa, kiềm chế đi, mày bắn hạ hết tất cả quả tiễn, máy bay không người lái của Iran coi như mày thắng rồi, nó đâu có quánh mày gì đâu mà mày trả đũa làm gì. Hiện tại bây giờ cả cái vùng Trung Đông đang nín thở chờ đợi coi Israel nó có phản công hay không, và cả cái thế giới này trong đó có tụi mình cũng đang chờ đợi coi Israel nó có phản công hay không. Từ tối hôm qua cho đến bây giờ Tony Lê đang cầu nguyện là Israel nó làm thinh đi, nó đừng có trả đũa. Nó trả đũa một cái là xảy ra chiến tranh. Nó mà bắn ngược trở lại Iran một cái là xảy ra cái chiến tranh ở cái vùng Trung Đông. Cả cái khối Trung Đông sẽ dậy sóng. Cả cái vùng Trung Đông sẽ bắt đầu chiến tranh. Thì khi mà cái vùng Trung Đông chiến tranh thì loài người chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tới kinh tế. Xăng dầu nó sẽ lên 200-300 đồng bạc một cái barrel. Hiện tại bây giờ nó cả 100 đồng bạc một cái barrel rồi, ok. Đúng không? Mà bây giờ nó xảy ra chiến tranh nữa thì nó sẽ tùm lum tào lao, và nó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện cả nguyên một nhóm nhảy vô đánh nhau. Nó sẽ xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 3, gây cấn lắm. Hello, hello anh Bung Lô, hello anh Bùi Trung đã vào rồi nhé. Tôi thích Israel đánh nhau với Iran. Thôi anh ơi, ngày hôm qua sau khi mà Iran nó tấn công thì cái thị trường crypto nó rớt xuống như một cái mũi tên. Tụi em không thích chiến tranh đâu anh nhé. Tại vì chiến tranh như vậy kinh tế nó sẽ sụp đổ, thì nó ảnh hưởng tới cái thị trường xì tóc và crypto. Tụi em bây giờ không thích chiến tranh đâu anh. Dạ, ngày 24 tiếng hồ đi tìm đô la còn không có thời gian để tìm, đâu có rảnh rỗi đâu mà bắn nhau, thục nhau, chém giết nhau làm gì anh ơi anh à. Cái tụi này nó cũng rảnh rỗi lắm, cái tụi ở Trung Đông, tụi châu Âu này nó cũng rảnh rỗi lắm, nó chẳng có cái việc gì làm, nó cứ đem nhau ra quánh nhau, thục nhau hoài. Hello chị Thắm Nguyễn nha. Good morning chị Thắm Nguyễn. Hello chị Kimberly. Tổng thống chú Bảy này không ai sợ hết. Dạ đúng rồi, chính xác. Dạ chính xác 100%. Dạ. Hello chị Duyên Nguyễn. Good morning chị Tiffany Quang nha. Dạ. Cảm ơn chị Lan Trần là thành viên mới của Tony. Dạ cảm ơn chị Lan Trần. Welcome chị đến với channel của Tony Lê. Anh đi Hàn Quốc về rồi. Anh Bung Lô anh may mắn á. Anh về nước Việt Nam đi. Chứ anh mà ở vòng vòng những cái khu vực châu Âu hay là Trung Đông gì là mệt lắm nhé. Bà con nào mà đang có ý định hay là đang lên kế hoạch để đi du lịch ở châu Âu hay Trung Đông gì đó, stop ngay lập tức.
Trong cái thời điểm này không phải là cái thời điểm mà quý vị đi du lịch hay là đi hưởng thụ cuộc đời đâu nhé. Nhiều khi mình đang bay bay lơ lửng trên trời, cái quả tên lửa nó lạc đạn, nó trúng nhầm máy bay mình một cái là mệt lắm đó. Ở trong nhà đi cầu nguyện đi cho nó an toàn, cho nó chắc ăn quý vị ơi. À. Hello anh Trương Văn Điệu nha. À, good morning chị Ngân Nguyễn. Em chào anh Tony đẹp trai và cảm ơn chị Ngân Nguyễn nha. Người châu Âu đi Việt Nam phải bay qua Mỹ. Dạ đúng rồi, chính xác. À, hello chị Quanh Phú, hello chị Quỳnh. Tình hình thế giới bây giờ loạn cào cào quá. Dạ đúng rồi anh Phương Phạm ơi. Dạ. Kinh tế bất an, người dân vất vả với chén cơm manh áo. Cả luôn người dân Mỹ này nè. Chứ mình đừng có nói những cái người dân nước khác làm gì cho nó mệt. Ok. Cả luôn người dân trong cái đất nước Mỹ này đang vất vả gian nan với cái chén cơm manh áo. Tiền lãi suất tăng cao, vật giá leo thang, xăng dầu mắc mỏ. Hàng triệu người tự nhiên trở thành homeless. Dưới cái thời chú Bảy này homeless nó tăng cao ngút ngàn. Alright. Chứ đừng nói chi tới những cái quốc gia khác. Đó thấy chưa? Bây giờ cái thế giới nó còn quánh nhau rầm rộ từ châu Âu qua tới Trung Đông. Hỏi quý vị chịu sao nổi. Dưới cái thời chú Bảy này sao mà tình hình nó bất an quá. Everywhere ghê gớm quá. Hello anh Long Nguyễn nha. À, nước Úc bây giờ cũng khờ bờ. Dạ bây giờ nó gây cấn lắm anh. À, bà con thì tốt nhất là đừng có tụ họp lại cái chỗ đông người. Đừng có đi đến những cái chỗ đông người. Thì đó là cái cách tốt nhất nhé. Để mình hạn chế cái chuyện khờ bờ. Đi tới những cái chỗ đông người đó quý vị. Không biết đường đâu mà chạy. Nhiều khi mình chạy tụt quần hồi nào mình không hay. Ok. Giống như cái khu trung tâm thương mại của nước Úc ngày hôm qua thấy chưa. Nó cầm cái dao vô cổng đó, nó đâm lọn sà ngầu hết. Chúng ai ráng chịu. Đó biết đường đâu rỡ. Biết đường đâu rỡ. Vậy đó. À, hello anh chị Michael Nguyễn nha. À, thời của ông Bảy này cả cái thế giới quá nguy hiểm. Dạ đúng rồi, chính xác nha. Dạ. Lần đầu tiên tôi thấy Israel nổi giận. À, cái gì đây? Hello anh Long Nguyễn. Bỏ chữ tên lửa thay bằng chữ quả tiễn. Dạ em quen với cái chữ tên lửa rồi anh. Dạ tên lửa với quả tiễn nó cũng giống nhau thôi anh chị nhé. Mình nói cái từ ngữ nào cho nó dân dã mộc mạc cho bà con dễ hiểu. Chứ mình nói văn hoa quá, nhiều khi bà con người ta cũng khó hiểu lắm. Em thì em người miền Tây chân thật. Có sao nói vậy người ơi. Em thích dùng những cái từ ngữ dân dã mộc mạc. Em không hiểu tại sao anh chị phân biệt tên lửa và quả tiễn để làm gì. Thì em quen dùng cái chữ tên lửa. Tại vì từ nhỏ tới lớn em nghe tên lửa, tên lửa, tên lửa. Thành ra em dùng cái chữ tên lửa đặng cho nó gần gũi với loài người chúng ta. Nói ra cho mọi người dễ hiểu. Chứ mình dùng cái chữ cao sang quyền quý quá, nhiều khi người ta cũng khó hiểu nhé. Dạ. Chỉ là một từ thôi, cũng là một nghĩa thôi. Dạ. Hello chị Thúy Đỗ nha. Good morning chị Thúy Đỗ. À, cái gì đây? Hôm qua thứ Bảy chú Bảy đi tắm biển. Dạ đúng rồi, chính xác 100%. Hello chị Siêu Manny. Cuối tuần thì chú Bảy hay về quê nhà ở Delaware, tiểu bang Delaware. Cái nơi mà chú Bảy gọi là quê nhà của ông ta đó. Ông ta thích ở cái nơi đó lắm. Ông ta nói như vậy. À, ông ta không thích ở trong tòa bà đáo. Hello chị, anh chị Mười Nguyễn nha. Vài năm nữa có thể di dân lên núi. Di dân lên ở trên núi mới chắc ăn. À, bây giờ thì mình ở trên núi hay là mình ở dưới đồng bằng hay mình ở dưới biển gì không có nơi nào chắc ăn đâu anh Long Nguyễn ơi. À, cái tình hình như thế này á, không có nơi nào nó gọi là chắc ăn đâu anh nhé. À, bây giờ mình xuống hang mình ở còn nhiều khi chưa chắc ăn nữa. À chứ huống hồ gì trên núi. Alright. Hello anh Bùi Trung nha. Good morning anh Bùi Trung. À, hôm nay anh đẹp trai thật. Dạ. Thành ra bây giờ nè quý vị nghe kỹ đây. Bây giờ bắt đầu Tony Lê sẽ chia sẻ nó liên quan tới túi tiền nè. Quý vị nghe kỹ nha. Hôm nay là chủ nhật. 7 giờ tối ngày hôm nay thì bắt đầu xì tóc nó sẽ hoạt động trở lại. Khi mà nó hoạt động trở lại thì nó sẽ ảnh hưởng bởi cái cuộc chiến tranh, cái cuộc mà tấn công của Iran ngày hôm qua. Ok. Hôm qua tới bây giờ thì cái crypto nó ảnh hưởng. Ok. Xì tóc thì nó chưa mở cửa cho nên nó chưa có ảnh hưởng. Tối nay 7 giờ đêm khi mà xì tóc nó mở cửa lại, bà con cẩn thận củi và lửa. Tại vì sao? Chiều ngày thứ 6 xì tóc nó đã bị ảnh hưởng bởi
lạm phát, giá xăng dầu tăng cao, ok, ngân hàng trung ương Mỹ không cắt giảm tiền lãi suất, đúng không? Bây giờ 7 giờ đêm nay khi mà xì tóc nó hoạt động trở lại, nó sẽ ảnh hưởng bởi cái thông tin Iran quánh Israel và nó cũng sẽ rớt như mưa. Tony nói như vậy để cho bà con chuẩn bị tinh thần nhé, chuẩn bị tinh thần đi. Xì tóc crypto nó có sẽ rớt dài dài. Tại vì sao? Chiến tranh nó xảy ra thì sẽ rớt dài dài. Bây giờ chúng ta chỉ cầu nguyện một điều là cái ông Israel ổng bỏ qua cái chuyện này, ổng đừng có quánh trở ngược lại Iran, ổng đừng có thục trở ngược lại Iran, thì cầu mai chiến tranh ở vùng Trung Đông mới không xảy ra. Còn nếu mà ông Israel ổng hung hăng ổng quánh ngược lại Iran thì chiến tranh sẽ xảy ra. Nhưng ông Tổng thống Mỹ đã nói rõ ràng với Israel: tao bảo vệ mày để mày không bị ai quánh, nhưng tao sẽ không cùng với mày quánh vào lãnh thổ Iran. Đó, quý vị nghe nghe kịp Tony Lê nói chưa? Ông Tổng thống Mỹ ông đã nói rõ ràng với ông Thủ tướng Israel là tao sẽ bảo vệ mày để mày không bị ai quánh, nhưng tao sẽ không cùng với mày đi quánh Iran. Tao sẽ không bao giờ cùng với mày thục một viên đạn nào vào lãnh thổ Iran. À, ông Tổng thống Mỹ ông nói rõ ràng như vậy. Cái gì đây? Hello chị Kim Hoàng nha. À, 2 tuần nữa em về Việt Nam mà phải đi ngược lại hả? 2 tuần nữa thì không biết, có thể tình hình là mọi thứ nó hy vọng là nó ok thì chị không cần phải bay từ châu Âu qua Mỹ rồi từ Mỹ bay ngược về Việt Nam. 2 tuần nữa thì mình chưa biết chuyện gì nó xảy ra chị Kim Hoàng nhé. Hiện tại bây giờ thì những ai ở châu Âu á, mà đi về Việt Nam á, là tại vì sân bay nó đóng cửa rầm rộ ở bên đó, cho nên chị phải bay qua bên Mỹ, rồi từ Mỹ chị mới bay ngược qua Đài Loan rồi về Việt Nam. À vậy đó. À, cái gì đây? Chỉ có Tổng thống Trump quay lại tòa Bạch Ốc thì thế giới này mới được bình yên. Dạ đúng rồi, chính xác. Hello chị Kiều Ni. Tony, tôi là người mới, bạn nói chuyện rất vui, rất thích nghe. Dạ cảm ơn anh chị Lu, Sky Lu. Welcome anh chị đến channel của Tony Lê nha. Nước các bạn ở Mỹ ơi, đừng bỏ phiếu cho ông 7 nữa, tôi khổ lắm rồi. Dạ cảm ơn chị Huệ Phạm nha, chính xác. Hello chị Sandy Lee. Cổ phiếu Tổng thống Trump giá cả sao rồi? Dạ, bây giờ tất cả mọi thứ nó rẻ bèo như cái con cá kèo anh ơi. Từ cổ phiếu cho đến đồng crypto, everything nó rẻ bèo như cái con cá kèo, là tại vì nó đang rớt. Everything nó rớt, nó bèo như con cá kèo, mà chưa bao giờ anh thấy cái giá nó như vậy luôn đó. Tức là trong cả năm nay rồi, bây giờ là cái giá nó đang bèo như con cá kèo. Và Tony Lê hy vọng là nó đừng có bèo nữa, nhưng mà theo như các nhà dự đoán thì nó sẽ bèo nữa nè, nó sẽ rớt nữa đó. Hello anh chị Trâm Đỗ, good morning anh Devin nha. Đến từ Boston, dạ. Báo cáo anh, bên hồ cái đồ là 49 độ F. Tôi thấy Israel dùng vũ khí hay thật giá. Thật sự thì ngày hôm qua Mỹ đã cùng với Israel đã bắn rớt 99% máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Cũng may mắn cho Israel đó. Chứ nếu mà một mình Israel thì chắc là không bắn hết đâu. Nhờ có Mỹ, quân đội Mỹ đã cùng chung với Israel bắn rầm rộ ngày hôm qua, bắn rớt hết, gần hết luôn, chỉ sót lại 1-2 quả thôi. Bèo như con cá kèo. Dạ đúng rồi, mắt của anh bây giờ mờ mờ ảo ảo. Dạ đúng rồi anh, khi mà cái thị trường crypto với xì tóc mà nó đỏ đó, con mắt em nó thiếu điều đuôi luôn, chứ không còn mờ và ảo nữa anh nhé. May mắn là nó chưa đuôi đó anh, tại vì nhìn vào màu đỏ hoài là chịu sao nổi. Trời ơi, con mắt của chúng ta nó thích màu xanh hơn màu đỏ. Không biết quý vị làm sao chứ con mắt của Tony Lê thích màu xanh hơn. Cứ nhìn vô màu xanh là Tony Lê con mắt nó sáng rực rỡ. Nhìn vào màu đỏ một cái thiếu điều nó không thấy đường luôn anh. Cả tuần lễ nay nó đỏ lè đỏ lẹt. Nó hôm nay từ đầu năm tới nay á, te tư như cái tàu lá chuối, thành ra con mắt em nó mờ, nó ảo là như vậy đó anh. Nhìn vào màu đỏ không à, lấy gì mà sống nổi. Bỏ phiếu cho Tổng thống Trump tháng 11. Dạ đúng rồi. Good morning Tony, cảm ơn chị Hoa Trần. Cái gì đây?
Quá chuẩn luôn, cảm ơn anh chị trên diễn đàn, cảm ơn chị Kim Lương. Iran có đánh Israel lần hai không? Dạ, nếu mà Israel phản đòn, phản công, Iran nó tuyên bố như thế này: đây là cái lần đầu nó giằng mặt thôi nhé. Nếu mà Israel phản ứng, phản công là nó sẽ quánh lần thứ hai, và lần thứ hai nó sẽ ghê gớm hơn lần thứ nhất. Iran nó đã tuyên bố vào buổi chiều ngày hôm qua, nó quánh lần này là giằng mặt thôi đó, nó quánh bỏ ghét thôi đó nhé, đừng có chọc nó quánh thật. À, Iran nó nói như vậy đó, đó Tony Lê thông dịch lại là như vậy, tức là nó nói: ê, mày im thì tao coi như không có chuyện gì xảy ra, mà mày phản đòn một cái là tao quánh thật á, tao quánh ghê gớm đó. Ok, đó, Iran nó nói như vậy đó. Thì ông Bảy cũng đã khuyên thủ tướng người Rêu là thôi bỏ qua đi, mày bắn hết tên lửa của nó rớt rồi, thôi mày bỏ qua đi, mày nhịn đi. Ok, ai mà biết ông thủ tướng người Rêu ông sẽ làm gì đây. Bây giờ thì cả thế giới này đang chờ đợi ông này đây, trong đó có Tony Lê. Tony Lê từ tối hôm qua tới giờ cầu nguyện cho ông thủ tướng người Rêu ông nhịn đi nè, đừng có quánh. Tại quánh một cái là bây giờ nè, ví dụ nha, bây giờ nè mày Rêu mà thụt lại một cái đi, cái thị trường nó sụp luôn. Bây giờ nó đang sụp rồi đúng không? Giờ ông ịt mà ông thụt lại một cái nữa, rồi nó sụp luôn, nó sụp luôn, bà con sẽ không còn máu luôn, hết máu luôn, à không còn một giọt máu luôn. À thôi ông ịt ơi, ông nhịn giùm tôi đi ông. À lỗi do ông chứ không phải lỗi do người ta, người ta dằn mặt ông như vậy là may mắn rồi đó. À alo alo, chị Thu Nguyễn nha. À, chờ cầu cho thế giới bình yên. Dạ đúng rồi anh Phong nhé, em cũng vậy. À, từ Hà Lan về Việt Nam phải bay qua Mỹ rồi mới bay về Việt Nam hả? Thì bây giờ chị hai tuần nữa chị mới đi, thành ra hai tuần nữa có thể mọi chuyện nó sẽ im xuôi, hy vọng nó sẽ im xuôi. À đó, thành ra chị có thể bay bình thường. Hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều sân bay nó đóng cửa, thành ra chị phải đi cà vòng. Chị đi du ngoạn vòng quanh cái quả địa cầu, sau đó chị mới về tới nước Việt Nam. Đấy. Tại vì nhiều sân bay ở châu Âu đóng cửa, Trung Đông đóng cửa, thành ra chị phải đi cà vòng. Còn hai tuần nữa thì em đâu có biết chuyện gì nó xảy ra. Hai tuần nữa có thể sân bay nó mở cửa lại, nó hoạt động lại bình thường, thì chị bay từ Hà Lan bay cái ọt về tới nước Việt Nam. Đó là như vậy. Thành ra chị hai tuần nữa mới đi, thành ra chị từ từ chị cập nhật thông tin nhé. Alo alo, anh Nhiệm Cao nha. À, cá kèo bây giờ nó đắt lắm nha. À vậy à, cảm ơn anh Nhiệm Cao đã chia sẻ giá của cá kèo. Vậy giờ con cá kèo là bao nhiêu tiền anh? Ví dụ như đó. Giờ nếu mà mình mua một con cá kèo nó bao nhiêu tiền? À giỏi lắm $1 không? À chắc là khoảng $1 một con thôi đúng không? À. Thời buổi này mà còn chiến tranh nữa chán thật. Dạ đúng rồi chị ơi. À chính xác. Hello chị Phương Ngô nha. Good morning chị. À, thời buổi này mà các ông này ông còn chiến tranh rầm rộ nữa. Đối với vậy tại sao chiến tranh rầm rộ vòng quanh cái quả địa cầu? Ai trả lời chúng có thưởng. Quý vị suy nghĩ đi, trong lúc Tony Lê giới thiệu nhà tài trợ, quý vị suy nghĩ coi lý do tại sao cái thế giới chúng ta loạn sàn ngầu. Nhà tài trợ của chương trình hôm nay là tiệm vàng Đức Chiêu Rì, số điện thoại là 281-495-4345. Mọi chi tiết xin quý vị alo anh Đức chủ tiệm vàng. Rồi đây, bây giờ quý vị có biết lý do tại sao cái thế giới của chúng ta nó loạn xà ngầu, nó quánh nhau everywhere không? Tại vì bây giờ cái thế giới này nó không còn trật tự. Không ai là đại ca, không ai lãnh đạo cái quả địa cầu này. Đó là cái lý do mà làm cho cái thế giới này nó bất an trong cái thời gian vừa qua. Không có đại ca, gia đình chúng ta, một cái gia đình nhỏ bé cũng phải có người trên kẻ dưới, đúng không? Rõ ràng không? Mình nói chứ cho xa xôi, trong một cái gia đình của chúng ta cũng phải có người lớn, người nhỏ, người vừa vừa, đúng không? Thì cái thế giới này cũng vậy, nó cũng cần phải có một người đại ca, một quốc gia đứng ra để giữ gìn trật tự an ninh cho cái quả địa cầu. Thì đó là đất nước Mỹ của chúng em trong cái thời gian vừa qua. Ok. Nhưng mà tùy thuộc vào người nào là tổng tư lệnh của đất nước Mỹ. Tổng tư lệnh có tài thì cái thế giới này nó mới yên. Tổng tư lệnh bất tài mà liều lái một cái con thuyền thì dĩ nhiên cái con thuyền này nó sẽ đi vào cái vùng bão bùng giông tố. Đúng hay sai? Ví dụ, nói là phải có dẫn chứng. Dưới thời Tổng thống Trump, một người có tài, có đức, có uy, có quyền,
everybody nể trọng. Cái thế giới này nó bình yên, không một nơi nào chiến tranh. Ok. Tại vì tổng tư lệnh ok liều lái con thuyền, cho nên con thuyền nó đi đúng đường, nó không có bị lạc vào cái vùng giông tố bão bùng. Alright. Sau khi chú Bảy làm tổng tư lệnh thì chú ta không có cái bằng lái thuyền. Ông ta làm thuyền trưởng mà không biết chỉ huy cái con thuyền, làm cho cái cả cái thế giới này là một chiếc thuyền đó quý vị. Nó đi lạc đường vào cái vùng bão bùng giông tố. Nó xảy ra loạn sàn ngầu, vừa kinh tế, vừa chính trị, vừa tùm lum tào lao. Đúng hay sai? Quý vị suy nghĩ coi đúng hay sai. Tổng tư lệnh của đất nước Mỹ là thuyền trưởng của cả cái thế giới này. Thuyền trưởng mà không biết lái thuyền thì coi như xong hàng. À, đúng chưa? Rõ ràng không? Khi quý vị ngồi trên chiếc thuyền mà cái ông thuyền trưởng ông không có biết đi đâu và đi đâu, ông không biết coi la bàn, ông không biết điều khiển, là coi như cuộc đời chúng ta xong hàng. Đó, là như vậy đó. Vậy đó. Đơn giản á. Cái gì đây? Alo anh Dương Quá nha. Dưới thời của chú Bảy chỉ có chiến tranh dài dài. Dạ đúng rồi, chính xác. Tony phân tích rất hay. Dạ. Thì Tổng thống Trump đã cảnh báo quý vị rồi. Quý vị quên rồi hay sao? Trước khi chú Bảy đắc cử, Tổng thống Trump đã cảnh báo người dân Mỹ rõ ràng rồi, là nếu quý vị để cho chú Bảy vào Tòa Bạch Ốc thì quý vị sẽ bị những cái điều sau đây: kinh tế sụp đổ, chiến tranh rầm rộ, xăng dầu mắc mỏ. Tổng thống Trump có nói với quý vị người dân Mỹ rõ ràng cái điều đó. Trước khi ông Bảy làm TT, Tổng thống Trump đã cảnh báo rõ ràng như vậy rồi. Ai còn nhớ? Nếu ai không nhớ, lục lại lịch sử đi. Lục lại đi, lên Google lục lại những cái câu phát biểu của Tổng thống Trump đi. Tổng thống Trump đã nói rõ ràng cái điều đó. Đúng hay sai? Và những gì Tổng thống Trump nói y hệt như một nhà thầy bói. Nó xảy ra y hệt như vậy. Tổng thống Trump không phải là thầy bói, nhưng mà nói ra y hệt luôn. Những gì Tổng thống Trump đó, nó xảy ra y hệt luôn. Đúng không? Rõ ràng chưa? Rõ ràng chưa? À, đấy chưa? Tổng thống Trump không có cái bằng thầy bói, nhưng mà nói ra y hệt luôn. Tại vì Tổng thống Trump biết cái con đường, cái chính sách của chú Bảy. À, đấy chưa? Alo, chị Cindy Lee nhé. À, chú Bảy yếu quá. Dạ, đúng rồi. Dạ, chính xác. À, hello anh Tuấn Quỳnh nha. Ông Bảy không dám tranh luận với Tổng thống Trump. Dạ, chính xác 100%. Alo anh Chí Nguyễn nha. Chú Bảy là thuyền trưởng tàu ngầm nên cả nước Mỹ đều bị chìm. À, cái này đúng rồi nha. Cái này đúng nha. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Thuyền thì nó cũng có nhiều loại thuyền nha quý vị. Nãy giờ Tony Lê quên cái chuyện. Chắc ông Bảy này ổng có cái bằng lái tàu ngầm chứ không phải là cái thuyền trên mặt nước. Thành ra chúng ta bị ở dưới mặt nước cái bộ hình lầu đó. Đúng rồi đó. Chính xác. Chính xác. Hiện tại bây giờ thì cái đất nước Mỹ đang ở dưới mặt nước, chưa có được ngôi lên khỏi mặt nước. Và cả cái thế giới này nó cũng đang chuẩn bị chìm xuống dưới mặt nước theo. Ok. À. Alo anh Dương Quá nha. Alo chị Phương Ngô. À, quánh Iran hy vọng Trung Đông sẽ bớt bất ổn. Dạ không đâu anh. Trong cái thời điểm này mà quánh nhau với Iran là coi như cả cái vùng Trung Đông nó sẽ dậy sóng và nó sẽ bất ổn anh. Trong cái thời điểm này mà quánh Iran là coi như sai lầm. Cái kế hoạch mà tốt nhất hiện tại bây giờ là ok rồi xong. Nhà ai nấy ở, đèn nhà ai nấy sáng, chán nhà ai nấy dỗ. Israel, mày ở nhà mày đi. Mày bắn hạ hết quả tiễn tên lửa của nó rồi. Ok xong, chấm hết. Coi như là chẳng có chuyện gì xảy ra đi, im đi. Vậy đó là xong. Thì cái vùng Trung Đông nó mới ok, im liền. Iran nó đang muốn quánh nhau với Mỹ mà, thành ra nó đang dụ Mỹ nhảy vào để quánh mà. À, nó đang muốn lôi kéo Mỹ dính vào cái cuộc chiến. Ok, thành ra bây giờ nếu mà mình là người thông minh, ok mình nhịn á. À, tao đâu có ngu đâu mà tao bị dướng vào cái bẫy của mày. Iran nó đang dụ Mỹ dính vào cái cuộc chiến ở Trung Đông. Đố quý vị vì sao? Thật sự cái này có người đứng sau lưng. Cái này có người đứng sau lưng. Nếu quý vị chịu suy nghĩ đi, cái này nó có người đứng sau lưng. Iran nó đang muốn dụ Mỹ dính vào cái cuộc chiến với nó, để ở bên châu Âu
chú Buri sẽ lụm Ukraine. Ok, là điều thứ nhất. Ông Tập sẽ thay thế đất nước Mỹ làm bá chủ võ lâm, là điều thứ hai. Nếu Mỹ mà sai lầm dính vào cái cuộc chiến với Iran trong cái thời điểm này, hai người có lợi hiện tại bây giờ là người thứ nhất là ông Tập sẽ làm bá chủ võ lâm, người thứ hai chú Buri sẽ làm bá chủ châu Âu. Đó, cẩn thận nhé, cẩn thận củi lửa đó. À, chính xác anh Tony. Dạ, cảm ơn anh Ly Công. Hello anh chị Châm Đỗ. À, thích nghe Tony nói. Dạ. À, anh Tony chia sẻ đồng crypto. Dạ, hiện tại bây giờ thì tất cả mọi thứ nó đau đó anh. Dạ, vì kinh, tình hình kinh tế, lạm phát, chiến tranh đó anh. Dạ. À, hello chị Thảo Lâm. Chính xác. Dạ, Tony có sợ mấy em nhà nghèo lôi kéo không vậy? Dạ, thôi hồi trẻ thì em không sợ, bây giờ em già em sợ rồi anh. Già giờ đặc biệt là em chỉ thích đô la nó lôi kéo em thôi, chứ chân dài chân ngắn nó lôi kéo mệt lắm anh ơi. Giờ mình á, tự nhiên á, mình già rồi đó, mình hưởng thụ hết những gì trên cái cõi đời này rồi đó, bây giờ mình sợ chân dài chân ngắn nó lôi kéo lắm quý vị. Không biết các sư huynh sư đệ có sợ không, chứ tôi sợ lắm. Tôi giờ chỉ thích đô la nó lôi kéo tôi thôi, tại vì đô la nó lôi kéo tôi có cái cảm giác an toàn. Ok, còn chân dài chân ngắn nó lôi kéo á, mình cảm giác bất an. Okay, rõ ràng không? À thế giờ thôi miễn đi. À, cái gì đây, ông Tập sẽ lụm Đài Loan. Dạ đúng rồi, chính xác. Alo chú Bảy nói Do Thái coi chừng Iran đề phòng. Dạ chính xác, ai biểu chọc vô nói làm chi. Hello chị Ngọc Yến Phạm. À, good morning bé lùi nhé. À, Tony khoái chứ sợ gì. Dạ không, hồi trẻ thì mình khoái bạn Hiền ơi, giờ mình hết khoái rồi bạn Hiền ơi. À, cái gì cuộc chơi nào rồi nó cũng sẽ tàn. Ok, mình ăn cơm riết mình cũng ngán, mà mình ăn phở riết mình cũng ngán thôi. Bây giờ mình chỉ cầu mong hai chữ bình an trong cuộc sống thôi. Ngày 24 tiếng hồ vui vẻ yêu đời, tích cực, có đô la trả tiền bill. À, có đô la để mình mua những gì mình thích, có đô la để mình xài khi mình cần xài là ok rồi đó. Chứ còn cái gì trên cõi đời này mình cũng hưởng thụ qua hết rồi. Giờ nó thật chứ trên cõi đời này Tony Lê cũng không biết cái gì mà làm cho Tony Lê hứng thú nữa ngoài đô la. Chỉ có đô la thôi chứ còn ngoài đó chẳng có cái gì làm cho Tony Lê hứng thú hết cả. Chân dài, chân ngắn hay là cái gì gì xưa như quả đất rồi Diễm ơi. À đúng không? À. Alo anh Quang Nguyễn nha. Good morning anh Quang Nguyễn nha. À, Tony Lê đè, đô la đè Tony Lê còn không sợ. Dạ đúng rồi, chính xác, chính xác. Dạ hello anh Tuấn Quỳnh nha. Obama đang chỉ đạo cho cả cái thế giới này. À, bây giờ chỉ có đô la mới dụ được Tony Lê thôi. Trời ơi, chị này nói đúng quá, chị nói đúng quá, chị nói chính xác luôn. Dạ, 1 2 3 bấm một cái like coi quý vị. À, anh vừa tiêm cho gì cho chú đó. Dạ cảm ơn anh Quang Nguyễn nha. Dạ alo chị Mary Lê. Good morning chị nha. Good morning chị Ngọc Yến Phạm. Cơm phở trộn lại ăn không ngán. Cảm ơn anh Phi Đờ Phú. Dạ thì trong cuộc sống của chúng ta cái cuộc chơi nào rồi nó cũng sẽ tàn thôi quý vị. Ok, cái cuộc vui nào rồi nó cũng sẽ chán, đúng không? Chơi cái gì riết rồi cũng chán, rồi mình ăn nhậu hay là mình cái gì đó riết rồi nó cũng sẽ chán, gì cũng vậy. Hello anh Thanh Sơn Trần nha. À, đến từ Nha Trang. Cảm ơn anh Thanh Sơn Trần đến từ Nha Trang, nước Việt Nam. Tình hình này Do Thái không nhẫn nhịn thì sẽ bị trúng kế. Dạ đúng rồi, chính xác. Dạ chị Liễu này nói đúng đó, thì cũng giống như em mới nói, cái tình hình này là Mỹ và Israel phải nhẫn nhịn thôi, đừng có bị tụi nó làm cho sập bẫy. Cái thằng Iran này nó đang dụ Mỹ đụng độ đó, chứ không phải dẫn chơi đâu quý vị. Trời ơi, nó đang dụ Mỹ quánh nhào với nó đó, chứ không phải dẫn chơi đâu. Nó định lôi kéo Mỹ dính vào cái cuộc chiến ở Trung Đông đó quý vị nha. Trời ơi, mệt lắm. Mỹ bây giờ trong nước Mỹ còn lo không xong, nó ở đó mà dính vào cuộc chiến ở Trung Đông là thôi rồi lộm ơi. Thôi rồi lộm ơi, không còn chuyện gì để bàn. Tiền thì không có, ngân sách thì nó cạn kiệt. Đô la thì không chịu mở cái máy in tiền lại, in riết là hết mực rồi, lấy gì in.
No, 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 no. Kinh tế thì đang sụp đổ. Chiến tranh cái gì nổi nữa mà chiến tranh. Lo cho các ông Ukraine 2 năm mấy nay tôi đều hết tiền luôn rồi. Vũ khí đem từ kho ra. Dầu hỏa đem từ kho ra xài hết 40% dầu hỏa mà người ta để dành á, emergency á. À, thấy chưa? Thấy chưa? Chiến tranh gì nổi nữa. À, thích Tony nói chuyện thực tế. Dạ cảm ơn anh Dương quá. Hello chị Thảo Lâm nha. Hello anh Nguyễn Xuân Quốc. À, Quốc Xuân gì đây nè. Ăn mì Ý không có ngán. À, anh ăn cái gì riết rồi anh cũng ngán anh ơi. Ăn mì, ăn cơm, phở gì riết rồi cũng ngán thôi anh ơi. Anh ăn riết cái gì trên đời này nó cũng phải ngán thôi anh. Dạ. À, cái gì vậy? Chân giữa mà không hoạt động được thì chân dài cũng vứt đi. Dạ đúng rồi, chính xác. À, cảm ơn anh Thanh Sơn Trần đã đến từ Nha Trang nước Việt Nam. À, dụ Tổng thống Trump không được chứ dụ chú Bảy dễ ẹt. À, nhưng mà ngày hôm qua thì chú Bảy cũng đã coi như là thấy, chú Bảy cũng đã khuyên ông thủ tướng thì kêu là thôi mày ơi mày nhịn đi mày ơi, nhưng mà tao nói cho mày biết là tao không có cùng mày quánh Iran đâu nhé. À đó đó, ông Bảy nói cái câu đó. Ông nói ê Israel, tao bảo vệ mày không bị quánh. Ok, tao sẽ sát cánh với mày để bảo vệ mày không bị ai quánh. Nhưng tao sẽ không cùng mày quánh vào Iran. À, very good. Cái câu đó đó, cái câu đó là cái câu mà coi như chấn an cái tình hình kinh tế. Hy vọng cái câu đó sẽ làm cho ông Israel đừng quánh. Okay? Để cho tình hình kinh tế đừng có sụp đổ ngày mai. Trời ơi, chứ ông Israel mà ổng quánh một cái là ngày mai là coi như quý vị không còn một cái giọt máu nào luôn. Máu đào cũng không còn mà máu bầm cũng không có. Ok. Chỉ có đô la là ăn hoài không ngán. Trời ơi, ông nào cũng nói đúng gì trời. Chả trên đời này anh nói cái câu đó đúng đó. Tất cả các thức ăn của chúng ta, cái gì ăn riết là cũng ngán ngoại trừ đô la. Anh nói rất là đúng. Tôi đồng ý với anh. Nói thật chứ bây giờ tôi ăn đô la tới 100 tuổi tôi vẫn không bao giờ ngán. Chứ biểu tôi ăn chân dài hay chân ngắn gì thử em. Ăn vài bữa tôi ngán thấy bà nghỉ ăn luôn. À, nhưng mà ăn đô la tôi ăn tới 100 tuổi tôi vẫn không ngán. Tại vì 100 tuổi tôi vẫn còn minh mẫn để xài tiền. Thành ra tôi đâu có ngán. Tôi đâu có khùng đâu mà tôi chê tiền. Okay? 100 tuổi tôi vẫn không ngán đô la. Tôi hứa với quý vị đó. Bây giờ mà để tôi sống tới 100 tuổi tôi vẫn còn minh mẫn để đếm đô la. Okay? Alo, alo, à, chú Bảy nói như vậy là ổng còn khôn. Dạ, không biết sao tự nhiên ngày hôm qua ổng tắm biển xong ổng khôn đặc biệt chị ơi. Ổng từ dưới biển ổng leo lên nó bay ngược lại tòa Bạch Ốc á. Ổng nói 25 phút điện thoại với ông thủ tướng Israel đó. Ổng phán ra một câu cũng thấy ổng cũng còn tỉnh tỉnh. Nói ê Israel, ê tao không có cùng với mày quánh Iran đâu nha mày. Tôi tưởng đó ổng nói ê chơi nó tới bến đi, bụp nó luôn đi, trời ơi là chết cha tụi mình rồi, là tụi mình khổ. Nếu mà ông Bảy mà ông suối ông Israel mà quánh ngược lại Iran á là chúng ta khổ chứ không phải ai khổ đâu, chúng ta khổ, everybody khổ. Ok, nhưng mà cũng may mắn quá ông biểu ông Israel là thôi mày nhịn đi, tao bảo vệ mày nhưng mà tao không cùng mày quánh nó đâu. À, vậy đó, very good. Alo, alo anh Ngọc Phi nhé. Good morning anh Vĩnh Phúc Trần. Hello Tony, hôm nay are you today, cả nhà khỏe? Dạ cảm ơn anh Michael Phạm. Tony ăn bánh mì Sài Gòn ở phi trường có ngon không vậy? Dạ ngon anh, dạ ngon anh, dạ Tony Lê dễ ăn lắm anh ơi. Tôi ăn phở cũng ngon, tôi ăn bánh mì, ăn xôi gì cũng ngon hết anh. Dạ Tony Lê ăn cái gì cũng cảm thấy ngon hết, tại vì Tony Lê là một con người rất là dễ ăn. Ở Mỹ 30 mấy năm, Nguyễn Tony cảm thấy là mình đói bụng, mình có thức ăn mình ăn là mình may mắn rồi anh. Dạ Tony Lê ít có bao giờ chê khen lắm, không bao giờ chê khen hay là picky, tức là lựa chọn khó khăn. No. Tôi thấy có rất là nhiều ông, nhiều chị người Việt Nam đó ăn trời ơi phải đầy đủ gia vị, thiếu một cọng hành cũng chê, thiếu một viên tỏi cũng chê, trời ơi khó khăn quá để làm gì quý vị ơi. Trong cuộc sống chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn, nhớ kỹ nhé. Mình ăn thiếu một cái gì đó, ví dụ đi tô cháo không có cộng hành, kệ bà nó đi, cứ ăn đi có sao đâu. Mình đói mình có đồ ăn mình ăn là mình cảm ơn trời Phật rồi. Không, mày nấu dở quá không có hành tao không ăn, ví dụ đó. Trời ơi có nhiều người nhảy đành đạch lên vì cộng hành,
vì một cái cọng tỏi, vì một cái viên tiêu. Không có, tao không ăn, dở quá tao không ăn. No. Tony Lê rất là dễ. Ăn có 5 phút à, ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta ăn 5 phút thôi, còn lại nhiều thời gian để mình làm chuyện có ích cho đời, cho người, cho gia đình, cho bản thân, ok? Chứ đừng có ngồi đó mà xì ben 4 tiếng đồng hồ để ăn. Đúng không? Đúng không? Xì ben 4 tiếng đồng hồ đó thôi, để mình lấy 4 tiếng đó mình đi tìm bạc ngàn đô la, nó ngon hơn, nó good hơn, ok? À, cái gì đây? Lúc Tony 100 tuổi phải gọi Tony là cụ, cu hay cụ? Dạ, cái lúc đó cu em cũng không còn. Chắc anh phải gọi là cụ đi cho nó chắc ăn hơn. Lúc đó cu em chắc không còn 500 tuổi rồi, giờ không còn chim hay cu gì nữa đâu anh. Lúc đó cái gì nó cũng teo buri hết rồi anh ơi, anh gọi bằng cụ đi nó đúng hơn. À đúng không? Lúc đó cu em nó đâu có còn đâu nữa mà gọi là cu. À, phải gọi là cụ nhé. Cụ Tony Lê. Cái gì vậy trời? Tony nói chuyện nghe vui và thật đúng. À, cảm ơn anh chị Phương Ngô. Hello chị Tròn Nguyễn. À, cái gì đây? À, chú Bảy nói xong về liền. À, ông Bảy ngày hôm qua ông bị mất hứng. Ông đang hưởng thụ cuộc đời ở quê nhà. Cái ông bị lôi lên bay ngược lại tòa Bạch Ốc để họp hành rầm rộ. Ai mà biết ông ngủ ở tòa Bạch Ốc hồi tối hôm qua hay là ông bay ngược lại quê nhà. Cái chuyện đó thì mình chưa biết. Đáng lý chắc ông cũng phải ở lại tòa Bạch Ốc để theo dõi cái tình hình quả, để chỉ đạo hay sao đó, ai đầu nổ. Anh dự đoán thế nào về tình hình chiến tranh? Dạ bây giờ thì everybody nín thở để chờ ông Israel đó anh. Dạ. À, cái chuyện kia, chiến tranh ở Ukraine đó thì nó xưa rồi, ok. Nó không còn ảnh hưởng bao nhiêu nữa. Nhưng mà cái chuyện chiến tranh ở Trung Đông này nè là cái mới mẻ nè. Nếu nó xảy ra thì mình mới ảnh hưởng nặng nề. Ok, thành ra bây giờ tôi đang cầu nguyện đây. Chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là cái thị trường xì tóc nó sẽ mở cửa lại. Tôi đang cầu nguyện ông Israel là thôi ổng nhịn đi. Ổng đừng có quánh ai hết mà ổng cũng đừng có thụt ai hết. Nói thật với quý vị nha, tôi không bên ai. Nhưng mà Iran nó quánh Israel kỳ này là lỗi của Israel nha quý vị. Mình nói đi mình phải nói lại. Lỗi của ông Israel. Ok. Nếu ai có cập nhật thông tin thì biết cái này là do Israel khơi động trước, khơi dậy trước, giết người ta trước. Ok. Người ta dằn mặt ổng như vậy là nhẹ nhàng rồi đó. Iran nó dằn mặt Israel như vậy là nhẹ nhàng rồi đó. Ok. Chứ tôi tưởng nó thụt luôn cả cái hạt nhân nữa kìa. Nó mà thụt cái hạt nhân nữa là ghê gớm luôn đó. Không phải dẫn chơi đâu đó. À. Nó dằn mặt như vậy là nhẹ nhàng rồi đó. Nó nói rõ ràng với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà. Tụi tôi dằn mặt Israel thôi nhé. Nếu mà nó phản ứng một cái là tụi tôi quánh thật á. Hello chị Thúy Thanh nha. Vì lãnh đạo của chúng ta yếu quá. Dạ đúng rồi. Hello anh Tuấn Bùi. À... Khi Tony 100 tuổi, chim nó sẽ ngừng hót. À, trời ơi, nó đâu có đợi em tới 100 tuổi nó mới ngừng hót đâu anh. Bây giờ nó đã ngừng hót rồi rồi này nè. Mệt ông ghê vậy đó. Nó đâu có đợi tới 100 tuổi nó mới ngừng hót đâu. Bây giờ đi nè, hiện tại bây giờ nó đã ngừng hót rồi, ngừng la, ngừng hét gì rồi đây nè. Ở đó mà đợi tới 100 tuổi gì? Tôi mới chim ông có còn hót không chứ chim tôi nó ngừng hót rồi nhé. Nó mệt rồi. Chơi quá rồi ngừng hót rồi. Ông phá tôi hoài à. Trời ơi. Bấm một cái like của bà con nhé. Áo bót của anh đẹp trai, đẹp quá. Dạ cảm ơn chị Hồng nhé. Hồng gai nha. Hello chị Hương Quỳnh ơi. Vì lãnh đạo của chúng ta yếu. À, bây giờ anh mới biết lãnh đạo của anh yếu hả anh Dân Nguyễn? Anh bầu cho ổng đã rồi bây giờ anh mới la làng lên là anh sai lầm hả anh? Anh hát cái bài lầm hả anh? Rất là nhiều người hát cái bài lầm giống như anh á. Hàng triệu người dân Mỹ đã hát cái bài lầm. Tôi đã lầm bỏ phiếu cho ông. Ngày xưa người Việt Nam của chúng ta có cái bài lầm. Em đã lầm theo anh sang Mỹ. Ok, cái đó là ngày xưa. Đặc biệt là California. Có rất là nhiều người hát cái bài đó. Cái bài đó nó xuất xứ từ tiểu bang California. Em đã lầm theo anh sang Mỹ, ok. Đó là của người Việt Nam. Còn bây giờ người Mỹ cũng có bài lầm. Trong cái thời điểm này 3 năm vừa qua người Mỹ cũng có hát một cái bài lầm. Tôi đã lầm bỏ phiếu cho ông.
đố vị ông nào, đố vị ông nào, trong đây có ai hát bài lầm tôi đã làm bỏ phiếu cho ông không vậy? Hoặc là có anh chị nào hát cái bài em đã lầm theo anh sang đây không vậy? Cho một số một để tôi biết đường có bao nhiêu người đã lầm trong cuộc đời. Ok. cái gì đây? Chú Bảy còn hót được nữa không? Tôi đi lê. Chú Bảy bây giờ ổng lớp cho ổng hót gì nổi nữa. Nếu có Tổng thống Trump thì có chiến tranh khắp nơi không? Không bao giờ anh ơi. Trời ơi. Tổng thống Trump mà đang ngồi trong tòa Bạch Ốc thì 3 năm vừa qua không có một nơi nào chiến tranh đâu anh nhé. Bảo đảm với anh luôn. Trời ơi. Không nghe Tổng thống Trump nói sao? Tôi mà trở lại tòa Bạch Ốc trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ông Nga với ông Ukraine sẽ ngừng quánh với nhau. Ok. Cái gì đây? Ghê quá. Này nói chuyện ghê quá. Áo bót của Tony đẹp quá. Đúng rồi, chính xác 100%. Chim của chú Bảy còn hót được nữa không vậy? Không đâu chị ơi. Chim của chú Bảy giờ cũng giống như chim Tony Lê thôi, ngừng hót rồi chị. Nó hót nhiều quá, giờ nghỉ hót rồi chị. Chim mà nó hót nhiều quá riết rồi nó cũng khan tiếng, nó nghỉ hót rồi chị nhé. Chú Bảy nói xong gì liền, chứ ở một hồi nữa là đem cái vali màu ra bấm liền. Đúng rồi, chính xác. Bởi vì tại sao người ta đem cái vali màu đen ra giấu khỏi tay chú Bảy là như vậy đó? Tại vì người ta cũng sợ ổng ra lệnh bấm tầm bậy tầm bạ hay là sao đó. Chưa bao giờ có một ông tổng thống nào mà bị đem cái vali màu đen đem đi giấu giống như chú Bảy. Vali màu đen của chú Bảy đó bị đem đi giấu, không có để gần chú Bảy. Chưa bao giờ có ai bị như vậy, chỉ có mình chú Bảy đó. Hello chị Hương Trần nha, good morning chị Hương Trần. Chúng ta đã vượt qua nửa ca like rồi nha. Ráng lên 800 hay là 1000 gì coi quý vị. Mỗi lần khi like Tony nên hát một bài cho mọi người thưởng thức nhé. Ok anh, dạ. Thông thường thì em hát khi nào cổ phiếu nó xanh em mới có động lực và tinh thần để hát. Khi mà nó đỏ thì em không còn sức lực gì để hát anh ơi. Đặc biệt là bây giờ chiến tranh nó đang xảy ra rầm rộ như thế này. Không biết có hát nổi hay không đây. Hello anh H NG nha. Ông Bung Sà Rông hôm nay chắc ổng đi beo le ăn điểm sắm rồi. Nãy giờ chưa thấy ổng vào. Sáng Chủ nhật chắc ổng chở thợ thầy vợ con bồ bịch gì đi ăn điểm sắm rồi. Anh có gì? Anh có kéo kéo giúp con chim nó hót không? Cái gì đây? Hôm nay có lột củ hành không vậy? Dạ hôm nay chắc chưa biết nữa anh. Dạ. Hello anh Sang Nguyễn nha. Good morning anh Sang Nguyễn. Hôm nay em không có biết là có bị lột củ hành củ tỏi hay không nữa. Chiến tranh như thế này không biết em có thời gian để đứng lột củ hành củ tỏi không vậy? Ông Bung Sà Rông ổng nói cái gì kìa? Em đang làm. Nãy giờ ông đang hốt hả? Trời ơi, sáng sớm Chủ nhật mà ông có khách để hốt rồi, ông may mắn lắm rồi đó ông Bung Sà Rông ơi. Ông Bung Sà Rông ơi, sáng sớm Chủ nhật mà ông có khách để hốt là ông may mắn lắm rồi đó. Tony có mua thêm crypto không vậy? Dạ chị Huệ Phạm ơi, hiện tại bây giờ thì em chưa có biết chị nhé. Em coi ngày mai thứ hai thị trường nó mở cửa lại, rồi coi cái cuộc chiến ở Trung Đông nó như thế nào nữa chị. Rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu tính chị nhé. Chứ mà bây giờ thì em chưa có biết đường nữa em rời. Tại vì bây giờ nó đang lu su bu quá. Kinh tế, lạm phát, xăng dầu, rồi chiến tranh nữa. Gây cấn lắm chị ơi. Dạ không biết đường đâu, bây giờ mình từ từ thôi nhé. Đừng có ồ ạt. Cái gì cũng vậy, mình phải xem tình hình nó như thế nào rồi mình mới bỏ tiền vào hay là sao đó. Em đang làm. Vậy anh làm đi, anh hốt đi. Tony về Việt Nam có ra Hà Nội chưa vậy? Dạ chưa anh Quang Nguyễn ơi. Sao vậy anh? Dạ. Anh định mời em ra ngoài để họp hả? Hay sao? Hay là ăn tiệc? Dạ. Em ở trong miền Tây em còn đi chưa hết anh. Dạ. Từ từ đi anh. Dạ từ từ rồi em cũng sẽ đi everywhere anh nhé. Thì mỗi một lần về như vậy thì Tony Lê sẽ chọn ra một hai nơi để mà đi review. Thì hy vọng từ đây đến Tony 100 tuổi Tony Lê sẽ đi được hết cả đất nước Việt Nam everywhere. Okay. Đó là cái mục tiêu của Tony Lê. Nhưng mà mình muốn đạt được cái mục tiêu thì mình cần phải có cái gì? Mình cần phải có đô la. Ok.
Thì bây giờ Tony Lê đang working on đô la, tức là đang tìm đô la để thực hiện cái mục tiêu của mình, ok? Hy vọng từ đây đến 100 tuổi Tony Lê sẽ đi được hết everywhere, cả cái đất nước Việt Nam. Cứ mỗi lần về như vậy thì Tony Lê đi một hai nơi vậy đó, review cho biết. Tony còn trẻ đẹp mà sao chim lại nghỉ hát sớm vậy? Dạ thì tại vì nhiều khi con chim em nó chơi lúc trẻ nhiều quá đó anh, giờ nó mệt nó ngừng anh. Dạ à, nhiều khi con chim nó hoạt động nhiều quá thì tới lúc nó cũng phải mệt anh, đúng không? Cái gì cũng vậy, cái máy cũng vậy, nó hoạt động quá nó cũng phải hư. Thì con chim em nó cũng không ngoại lệ anh, nó hoạt động quá rồi giờ nó cũng phải mệt nó ngừng anh ơi, ai biết đâu giờ nó muốn ngừng nó ngừng à. Dạ, chiến tranh làm xăng lên giá kéo theo hàng hóa thực phẩm tăng theo. Dạ đúng rồi, chính xác. Khi mà xăng dầu nó tăng thì chúng ta sẽ khổ dài dài. Hôm qua có bà con ở California la làng la xóm rồi đó, $7 một gallon rồi nhé. Ok, từ từ đi, chưa đâu, cái này mới có $7 à. Cali nó sẽ chạm mốc $10 mùa hè năm nay nếu cái tình hình như thế này, nếu cái tình hình mà lạm phát nó không giảm rồi chiến tranh nó xảy ra thì California sẽ là tiểu bang đầu tiên trên đất nước Mỹ chạm mốc $10 một gallon. Vàng tăng giá, Tony có vàng không? Dạ không chị Loan ơi, em không có đầu tư vàng chị. Dạ em không có tiền đầu tư vàng chị nhé. Dạ lúc 100 tuổi ai sẽ tắm cho Tony Lê vậy? Cái lúc đó chắc em có trợ lý cố vấn nó tắm cho em, chứ lúc đó em 100 tuổi em tắm đâu có nổi nữa đâu anh. 100 tuổi rồi lúc đó em đâu có tắm được nữa đâu, thành ra chắc có trợ lý cố vấn cấp cao nó tắm cho em anh. Dạ dạ, lúc đó thì em cũng phải lên lịch trình để mướn trợ lý hay là đầu tư vô trợ lý gì đó để tắm cho mình anh ơi. Dạ. Tony chứng khoán xanh lại chưa vậy? Trời ơi anh Thành Lê ơi, nó đỏ chứ điều má em nhận em không ra đây nè, chứ xanh đâu mà xanh anh. Trời ơi, tụi em đang cầu nguyện quá trời luôn đây nè, đang cầu nguyện trời Phật, cầu nguyện ơn trên cho cái thế giới này nó hòa bình, xăng dầu nó rớt xuống, lạm phát nó đi xuống đây nè anh. Dạ nó đỏ lè anh ơi, giờ nó đỏ chịu không nổi anh. Buổi chiều ngày thứ sáu nó rớt một cái má nha, má em nhận em không ra luôn. Bây giờ má em mà nhìn em á không biết em là ai luôn. Một buổi chiều ngày thứ sáu đẹp trời nó rớt 55.000 đồng bạc, trời ơi. Tony đại gia khiêm tốn quá. Trời ơi anh ơi, anh phá anh hoài, em đại gia đại gì đâu anh. Em là một người bình thường thôi anh ơi, anh à. Ngày cũng làm 8 tiếng hồ giống như mọi người anh nhé. Dạ em chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi anh. Dạ cũng làm vất vả gian nan để kiếm đô la anh ơi anh à. Đại gia thì người ta khác, anh đại gia có chân dài, còn em đâu có chân dài đâu mà đại gia. Trời ơi em đâu có chân dài kế bên đâu mà đại gia anh. Dạ đại gia thì thường thường nó đi kèm với chân dài, ok. Tony Lê đâu phải đại gia tại vì đâu có chân dài, ok. Anh đừng có phá em hoài. Chim của tôi vẫn còn hót được. Ôi giời, ông bùa chung nãy giờ ông trốn đâu vậy? Giờ ông la làng lên là chim ông vẫn còn hót được. Ok, chúc mừng anh nhé. Chắc hồi trẻ anh chơi ít á, hồi trẻ anh ít chơi á. Dạ, thành ra giờ chim anh nó vẫn còn hoạt động tốt. Tôi giờ tôi chơi banh xà rong rồi, bây giờ tôi đâu có còn hoạt động gì nổi nữa. Trẻ tôi chơi over limit, quậy tưng bừng khói lửa. Thành ra bây giờ chim tôi nó ngừng hoạt động rồi vậy. Alo chị Kim Mì, hello Lập Đàm nha. Bữa tiệc nào cũng tàn, cuộc tình nào cũng tan. Ông giờ trời hôm nay ông làm thơ nó ông Dân Nguyễn. Bông hoa nào rồi cũng héo, chính xác ông. Nãy giờ ông nói ba câu đều đúng hết, ok. Bữa tiệc nào cũng tàn, cuộc tình nào rồi cũng tan, bông hoa nào rồi cũng héo, chính xác. Không có cái bông hoa nào mà nó nở hoài suốt cuộc đời đâu anh, ngoại trừ bông giả, ok. Ngoại trừ bông giả. Good morning chị Yến Bùi nha. Hello anh Đen Nguyễn. Dạ cảm ơn anh Đen Nguyễn. Khi nào ấy nhiều con chim ấy nhiều chim tôi nó hót là sao vậy? Tôi không hiểu dân ông Bùi Chung. Hello chị Khê Lì Diệp. Chứng khoán rớt nhìn Tony thắng gì vậy chị Bích Văn Phụng? Em chưa có hiểu.
Arizona, chị Huệ là một like cho Tony Lê đẹp trai. Cảm ơn chị Huệ Vinh nhá. Hello chị Vivian, hello chị Liên Bích. Good morning anh chị Diễm Võ. Bây giờ có thuốc giúp rồi Tony ơi. Thôi anh ơi, dạ bây giờ em chăm chú vào đô la nhiều hơn anh. Dạ em để cho con chim em nó nghỉ ngơi đi anh. Dạ nó hoạt động nửa thế kỷ rồi anh. Dạ cái gì cũng vậy, mình cũng phải tội nghiệp nó anh. Con người rồi nó cũng sẽ có ngày đi về thế giới bên kia, đồ đạc nó cũng có ngày expire, thì con chim nó cũng cần phải nghỉ ngơi anh. Em về em cho chim em nó nghỉ ngơi. Nhờ anh đẹp trai mà tôi nhìn được. Dạ cảm ơn anh nhé. Bông giả cũng tàn tạ vậy à? Em tưởng là bông giả nó sẽ không bao giờ héo chị, ai ngờ bây giờ bông giả mà nó cũng biết héo nữa hả chị, ghê gớm vậy. Đồ giả thì đó, nó cũng sẽ có ngày hư, em biết cái điều đó, mà bông giả nó cũng héo đấy sao trời. Alo chị Hoa Nguyễn nha, good morning chị Thúy Thanh nha. Cái gì đây, chim Tony bây giờ bị sụi rồi à? Dạ cảm ơn chị, chính xác nha. Cả sáng đến chiều mắt tôi bị mờ mờ ảo ảo. Ủa sao vậy anh? Anh nhìn cái gì mà mắt anh mờ mờ ảo ảo vậy? Ông không có đầu tư như tụi tôi, ông không có nhìn vô cổ phiếu chứng khoán mà mắt ông cũng bị mờ mờ ảo ảo đó. Ông phá tôi hoài à? Hay là ông nhìn tôi rồi mắt ông bị mờ mờ ảo ảo? Đừng có nói là cái nét đẹp trai tôi làm cho ông bị mờ mắt đi nhé. Đúng không vậy? Tôi nói đúng hay sai vậy? Đừng có nói cái nét đẹp trai. Ông đừng có đổ thừa cái nét đẹp trai tôi nha. Trời ơi, không lẽ cái nét đẹp trai tôi mà làm cho con mắt ông bị mờ? Thiệt vậy hả trời? Tôi phải đi thẩm mỹ viện cho xấu lại bà con ơi. Tôi phải đi thẩm mỹ viện cho xấu lại một chút xíu thôi, chứ tôi đẹp quá các ông này ông bị mờ mắt. Trời ơi, ngộ vậy trời. Các ông nhìn chân dài á, đẹp thì các ông sáng con mắt. Các ông nhìn tôi đẹp thì các ông mờ con mắt. Chơi vậy chơi với ai? Chơi vậy không công bằng cho tôi nha. Chơi vậy là không công bằng cho Tony Lê nha. Trời ơi, ông nhìn Ngọc Trinh cái con mắt ông nó sáng rực rỡ. Ông nhìn Tony Lê đẹp như thế này thì ông nói là đẹp quá là mờ mắt à. Tôi mới bóp được 100 đô la. Trời ơi, sáng sớm mà anh làm một người khách được 100 đồng bạc vậy là đủ sở hữu rồi đó anh. Nghỉ đi về, đi ăn điểm sắm. 100 đô la là đủ ăn điểm sắm rồi nhé. Nghỉ đi về liền. Mới vô đốt được người khách 100 đồng bạc là đi về liền. Chủ nhật anh làm có mấy tiếng đồng hồ được 100 đồng bạc là đi về, đủ sở hữu rồi đi về. Ok. Vàng xuống lắm Tony. Ủa từ ba hồi lên ba hồi xuống là sao vậy? Em không biết đường nó mờ rờ. Hồi nãy thì có anh chị nói vàng nó đang lên giá quá, không có tiền mua. Bây giờ thì chị nói là vàng nó đang xuống quá. Trời ơi, vậy rốt cuộc nó xuống hay là nó lên? Nhờ nét đẹp trai của anh con mắt tôi mới hết mờ. À vậy à. Bây giờ chỉ có đô la giúp cho chim Tony Lê hót nổi mà thôi. Ông này sao ông biết cái bí mật của tôi vậy trời? Ông Peter Phú, sao ông biết cái bí mật của tôi vậy? Tôi nhớ tôi đâu có nói cho ai biết là cái bí mật của tôi. Sao ông biết được? Ông hay hơn tôi rồi đó. Ông rình nhà tôi nè đúng không? Ông rình cửa sổ nhà tôi đúng không? Đúng, anh nói đúng. Bây giờ chỉ có đô la mới làm cho tôi có động lực và tinh thần và chim nó mới hót thôi. Chứ ngoài ra không có cái gì làm cho tôi có động lực và cảm hứng được hết. Không có cái gì truyền cảm hứng cho Tony Lê ngoài đô la. Ok. Giờ không có chân dài, chân ngắn, ngọc trinh, ngọc gì mà truyền cảm hứng nổi cho Tony Lê ngoài đô la. Ai chửi tôi ngu tôi chịu. Ok. Ai chửi tôi ngu tôi chịu. Giờ cổ phiếu nó sẽ lè đi. Tự nhiên cái tôi có cảm hứng liền. Alo anh lùng lắc léo. Anh hay là chị vậy? Chị lùng lắc léo hay là anh lùng lắc léo đấy? Chị lùng rồi chị còn lắc và léo làm gì nữa vậy? Trời ơi, chị đã lùng người ta chịu không nổi rồi, chị còn lắc và léo ở chỗ nào ai mà chịu chị cho nổi. Chị sửa lại cái nét là lùng hoặc là lắc hoặc là léo đi. Trong ba chữ đó chị chọn một chữ đi. Chị chơi hết cả ba luôn ai chịu nổi. Alo chị Liêu Nguyễn nha. Good morning chị Châu Đăng. Vàng nhà tôi ngày nào nó cũng xuống vậy à? Anh liên lạc nhà tài trợ sẽ biết ngay giá vàng. Dạ đúng rồi, chính xác. Chào anh Tony đẹp trai, cảm ơn anh lùng lắc léo, chị lùng lắc léo. Tôi thấy Tony là nước miếng tôi chảy tè le tắt lét. Ủa sao vậy ông?
Sao vậy chị? Hay là cái này à, anh hay chị vậy? Đây là để coi coi anh hay chị vậy. À, ông Sunny. Trời ơi ông Sunny, ông đừng có biểu tôi mà phải ấy ấy như như thôi ông ơi, tôi không có tiền đâu, tôi chuyển chuyển giới ông ơi. À, hello chị Tiffany đi nhá. À, hôm qua cam với bưởi, hôm nay bình luận về chim. Dạ. Cổ phiếu đỏ em phải dũa móng lấy tiền đi DCA. Tôi tưởng là ông dũa để ông đi ăn điểm sắm chứ trời ơi. À, lùng lắc léo. Dạ đúng rồi chị Hương Quỳnh, chị này chị lấy hết của người ta rồi. Trên cổ đời này người ta có ba thứ lùng lắc và léo, chị lấy hết rồi, ai chơi lại chơi với chị. Chị làm ơn làm phước, chị lấy một cái thôi, chị trừ lại cái khác cho người khác. Trên đời này người ta một là lùng, hai là lắc, ba là léo. Chị chơi chị gom cả ba luôn, lùng lắc léo, trời ơi chơi vậy ai chơi lại. Chị làm ơn làm phước, chị nhường lại hai cái khác cho người ta được không? Một là chị chọn đi, một là lùng, hai là lắc, ba là léo, chị chọn cái nào? Chị nói cho tụi em biết đi. À ông Sunny phá em hoài. Ờ bởi vì ông Sunny nè, tự nhiên suối tôi đi lê đi qua Thái Lan chuyển giới nè. Cái nét đẹp tôi như vậy là nét đẹp đàn ông nhé, chứ không phải nét đẹp phụ nữ đâu mà chuyển giới ông ơi. Hello chị Jennifer nhé. À hey Tony dễ thương. À, cảm ơn chị nhé. Tony ơi, cổ phiếu xuống thì mình chuyển qua mua cái gì đây? UUBXY. Cảm ơn anh nhé. À, tên đẹp quá, không đụng hàng luôn, lùng lắc léo. Dạ bởi vì chị này chỉ chơi một cái ba thứ gom lại một chỗ luôn, chơi vậy ai chơi lại. À, hello hello chị Tiffany đi nha. À, ok 1-3-3 bấm một cái like quý vị, quý vị. À bây giờ Tony Lê phải đi xuống đây, đi xuống để cộng sổ sách cho tiệm nail, cộng lương cho thợ nail, làm bổn phận nha. Chủ nhật Tony Lê rất là bận biểu hơn ngày thường nha quý vị. Tony Lê thích ngày thường hơn là ngày chủ nhật. Chủ nhật Tony Lê phải làm 3-4 công việc, cộng sổ sách, trả lương cho thợ nail, lột củ hành, lột củ tỏi, làm tùm lum thứ việc hết á. Bởi vì tại sao Tony Lê thích ngày nào cũng là ngày thứ hai, rõ ràng không? Thứ hai Tony Lê rảnh rỗi hơn. Đó là lý do tại sao Tony Lê lúc nào cũng không bao giờ dám xé cái lịch qua ngày thứ ba. Tôi để ngày thứ hai FBD. Very good. Have a good day. Thank you.